Thảm họa đã qua hơn 20 ngày, song nhà chức trách nước này vẫn nỗ lực tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Trong những ngày qua, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 38 thi thể ở thành phố Tacloban và tỉnh Capiz, hai khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất trong và sau bão Haiyan. Theo tính toán chưa đầy đủ, thiệt hại về cơ sở hạ tầng chung và nông nghiệp do siêu bão này gây ra ở các khu vực miền Trung Philippines lên tới 27,8 tỷ peso, tương đương 637 triệu đô la Mỹ. Đó là chưa tính đến mức thiệt hại về tài sản của hàng trăm nghìn hộ gia đình. Trước đó, ngày 28 tháng 11, Tổng thống Philippines đã quyết định chi gần 887,5 triệu đô la Mỹ cho giai đoạn đầu công cuộc tái thiết và gây dựng cuộc sống mới cho người dân vùng thảm họa. Bên cạnh sự trợ giúp tài chính của cộng đồng quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á mới đây đã cam kết cho nước này vay tổng cộng 1 tỷ đô la Mỹ để khắc phục hậu quả sau siêu bão Haiyan và nâng cao khả năng phòng chống thiên tai.